kết quả là bị ung thư, nhập viện mổ nhưng mẹ không có điều kiện. Nên nằm ở đây là một tuần rồi. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là cái khu vực bệnh viện Chợ Gãy. Được một số thông tin đó thì Bùi Hồ nhận được sự cầu cứu của một thiếu nữ 16 tuổi cho rằng là mẹ của mình bị bệnh. Và hiện nay bác sĩ chẩn đoán thì tiền mổ của mẹ mình khoảng 6-70 triệu. Nhưng mà thì không có tiền để lo cho mẹ của mình. Thì em gái này mới nhờ Bùi Hồ để quý anh chị có thể hỗ trợ cho mẹ có một cái cuộc sống ở trong thời gian sắp tới. Thì để biết thêm về cái câu chuyện này, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và gặp bác em chị. Phía trước hình ảnh của cô bác quý anh chị là một thiếu nữ tuổi khá là nhỏ. Em năm nay là chỉ mới có 16 tuổi thôi. Và em ở từ tận Đồng Tháp lên trên Sài Gòn này để mà nuôi mẹ của mình. Thì gia đình hiện nay thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Em có điện thoại nhờ Bùi Hồ là chia sẻ lên cho cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các mạnh thường quân có thể chung tay ủng hộ cho mẹ của mình. Anh chào em Nga Ngân. Dạ. Em có thể kể về cái tình hình hiện tại sức khỏe mẹ mình như thế nào và vì sao em lại biết đến anh, và có thể chia sẻ cái câu chuyện về mẹ để nhờ cộng đồng giúp đỡ Ngân. Dạ, mẹ em cũng ở dưới bệnh viện dưới diễn lên á. Ở đâu? Ở dưới Đồng Tháp diễn lên. Giờ mẹ em không đủ tiền mổ. Hoàn cảnh gia đình cũng khổ, cha bỏ theo vợ nhỏ, còn mình ba mẹ con mà anh đi làm mướn á, không có đủ tiền mổ cho mẹ em. Anh Quân giúp giùm. Mẹ em là năm nay bao nhiêu tuổi và mẹ bị bệnh gì? Dạ, mẹ em năm nay 50 tuổi, mẹ em bị ung thư tỵ. Ung thư tỵ. Dạ. Em đã lên đây được bao nhiêu ngày rồi? Dạ, em lên đây được 1 tuần. 1 tuần rồi. Thì hỏi là cái chi phí ăn uống sinh hoạt cũng như là điều trị bệnh của mẹ như thế nào? Cũng có 30-40 triệu rồi. 30-40 triệu rồi? Dạ. Ở cái này hả? Dạ. Bệnh viện là ứng bao nhiêu tiền rồi? Dạ, bệnh viện ta ứng 5 triệu. Có tiền nhiều ta ứng cho người ta. Nhưng mà rồi còn mấy chục triệu kia đâu? Mấy chục triệu kia chi phí đi lên đi xuống nữa anh. Chứ ấy, trước đó mẹ em cũng bị kẹt sỏi nữa. Nên đây gấp hơi nặng rồi. Nặng đây rồi. Xong rồi bắt đầu cái nó thứ hai qua lấy kết quả là rút ống của mẹ em ra. Nó thứ hai qua cho kết quả là bị ung thư, nhập viện mổ nhưng mẹ em không có điều kiện. Nên nằm ở đây là 1 tuần rồi. Dạ. Rồi bác sĩ nói chừng nào mổ? Dạ, chừng nào có tiền mổ, còn không có tiền bác sĩ không mổ. Bất chừng nào có tiền thì mới mổ. Dạ. Tiền mổ là bao nhiêu, em nói bao nhiêu? Dạ, 60 triệu. 60 triệu. Ung thư tỵ hả? Dạ. Em nói là nhà của em là có em, mẹ em với là anh của em. Anh của em làm cái công việc gì? Dạ, anh em đi bằng mướn. Ở đâu? Ở đâu em cũng không biết chứ. Còn ba mẹ con rồi mà mẹ em bị bệnh. Cha bỏ đi hồi nhỏ lúc còn 3 tuổi. Cha bỏ em lúc em còn 3 tuổi. Dạ. Ở dưới quê thì cái công việc của em với lại mẹ làm là cái công việc gì? Dạ, cũng tới bên chợ mẹ mua cần hay cần dưa để bán gì á anh. Mua gì? Cần hay cần dưa hấu á. Cần dưa hấu ha. Dạ. Bán ở chợ. Dạ. Mỗi ngày lời được nhiêu? Dạ, cũng được 100-200. Giờ bệnh em không có tiền. Mẹ em nói là mẹ em nằm ở bệnh viện ở dưới Đồng Tháp. Dạ. Nằm ở đó bao nhiêu ngày? Nằm dưới tháng mấy. Tháng mấy này? Nó cũng hẹn mẹ em đi rút ống mà xuống dưới nằm cũng cỡ tháng mấy nữa là 2 tháng mấy. Nhưng mà nó không rút. Nó chuyển mẹ em lên đây. Nói là còn kẹt sỏi nhưng mà chuyển lên đây rồi lấy sỏi thôi rồi. Nói mẹ em bị ung thư. Dạ. Mẹ em khóc luôn. Lúc đó thì em như thế nào? Em cũng ngồi luôn. Điện cho anh hai, anh hai nó không có điều kiện. Xin số điện thoại của anh điện cho anh giúp đỡ giùm. Em khi nếu như mà em không gọi được anh mà không tìm mạnh thường quân, không có gửi tiền cho em thì lúc đó thì mẹ như thế nào?
lúc đó em sẽ tính như thế nào? Lúc đó tính đi về. Tính đi về hả? Dạ, chứ không có tiền. Đi về rồi mẹ chị không được rồi sao? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi Ngân? Dạ mẹ em 50 tuổi. Em thì năm nay mới 16 tuổi thôi. Dạ. Em ở quê làm cái công việc gì? Dạ cũng phụ giúp mẹ vậy đó anh. À, là phụ giúp mẹ cân dưa hấu. Dạ. Em học đến lớp mấy em nghỉ Ngân? Dạ em học tới lớp 6. Lớp 6. Lớp 6 là khoảng năm 12 tuổi là em nghỉ. Ngoài em phụ giúp công việc cho mẹ thì em có làm cái công việc gì nữa không? Dạ không. Dạ hả? Giúp mẹ. Ở đây thì cái chi phí sinh hoạt ăn uống của em với mẹ như thế nào, nói cho anh và tất cả cô bác anh chị biết được với. Dạ ở đây thì ta cho cơm thì lấy cơm ăn chứ không có tiền mua. Không có tiền mua. Còn có vài trăm ngàn à, để cho mình. Còn có vài trăm ngàn thôi. Dạ. Bác sĩ có nói là hẹn bao nhiêu tuần không đủ tiền mổ thì đi về không? Dạ không, mình muốn mình không có tiền là mình đi về, là bác sĩ cho về. Bác sĩ nói vậy hả? Dạ. Mà anh muốn hỏi em rất là nhỏ thì anh không biết là em có gành không? Thì bác sĩ có nói là mổ, cái ca mổ của mẹ thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm không? Dạ bác sĩ cũng nói, bác sĩ nói 60 triệu. Bác sĩ chỉ nói mổ tiền là 60 triệu dạ. Thôi. Đúng rồi. Bác sĩ có nói cái thêm riêng gì với em nữa không? Không. Bác sĩ chỉ cho biết là ung thư tỵ thôi à. Bác sĩ kêu phải mổ. Bác sĩ kêu phải mổ. Dạ. Em có hình ảnh của mẹ ở đó không? Dạ có. Anh xem với. À, đây là một cái hình ảnh của mẹ của Ngân. Cái hình cô bác anh chị xem qua thì cũng khá là mờ. Mà chắc có lẽ là em sẽ chuyển cái hình này qua Zalo cho anh Ngân. Dạ. À, để cho cô bác anh chị thấy rõ về tình hình mẹ của mình luôn. Chỉ có hai anh em thôi, anh của em là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ anh em 30. À, có gia đình chưa? Dạ có rồi. Có rồi. Thì tại sao là anh của em với lại chị dâu của em không qua nuôi phụ em mà có em có mình em 16 tuổi trong cái bệnh viện như thế này? Dạ tại anh với chị em đi mặn á, phụ giúp mẹ, kiếm tiền mổ cho mẹ em mà không đủ. Anh em không ngày gửi qua được bao nhiêu tiền rồi? Dạ tạm ứng 5 triệu. Tạm ứng 5 triệu với cho 100-200 ăn. Em nói là 30-40 triệu là từ dưới quê lên tới đây là sử dụng hết 30-40 triệu luôn rồi. Dạ có khi hơn trên nữa anh. À, là có nghĩa là ở nhà đã mất kiệt sức để mà lo tiền cho mẹ hết dạ. À? Dạ. Tại bệnh viện chứ kiệt sức rồi. Thật ra thì đối với anh thì anh nghĩ em là một cái người con gái rất là trẻ, thiếu nữ rất là trẻ, chỉ mới có 16 tuổi thôi. Thì có nhiều cái câu chuyện thì em không có hiểu hết được đúng không Ngân? Dạ. Thì mẹ hổm gà còn đi đứng đâu bình thường không? Dạ đi được bước hai bước là mệt rồi. Bước hai bước thôi là mệt rồi. Tại bị ung thư nó hành á. Em có biết rằng là cái căn bệnh ung thư này nó ảnh hưởng rất là nhiều đến tính mạng của mẹ em không? Em có sợ rằng là nằm với mẹ thì em có sợ rằng bao giờ là sợ mẹ không có tiền mổ thì mẹ sẽ ra đi mãi mãi không? Dạ sợ. Em nghĩ đến giây phút đó thì như thế nào? Sợ. Cái điều mong ước lớn nhất của em hiện nay á là chỉ mong có tiền dạ. Để mổ cho mẹ thôi dạ. Mẹ hàng đêm rồi về mẹ có niệm Phật cầu mong trời Phật phù hộ cho mẹ đâu không? Có. Bả bữa nào cũng lấy sợi dây chuỗi mới niệm chứ. Dạ hả? Thật ra thì chia sẻ với cô bác với anh chị như thế này nè. Ngân khi mà Bùi Hồ ở Đồng Tháp á thì Ngân có đưa điện cho Bùi Hồ rằng là anh ơi cứu mẹ em với. Tại vì mẹ em không có tiền mổ thì mẹ em sẽ bác sĩ sẽ không cho mổ, mẹ em trở về và mẹ em sẽ chết luôn. Em chỉ còn có mẹ thôi. Ba của em thì bỏ đi bỏ em từ lúc em còn nhỏ. Em mong anh một lần cứu mẹ em cùng với em. Và qua cái điện thoại thì Ngân điện cho Bùi Hồ rất là nhiều. Và Bùi Hồ phải sắp xếp công việc mà lên tận đây để gặp em. Ngày hôm nay là nằm ở trong đó có một mình hơn không? Dạ. Cái việc mà
tắm rửa rồi à, ai lo cho mẹ, em lo cho mẹ hết luôn thì sao, hai mẹ tự đi được? Dạ em lo cho mẹ. Em lo cho mẹ luôn. Nhìn cái gương mặt khá là khờ khạo và xanh xao, thì không biết là qua cái đoạn video clip này thì anh cũng không có thường xuyên về trên Sài Gòn này, thì em có số điện thoại hay số tài khoản gì không? Dạ không. Dạ em có giấy chứng minh. Có giấy chứng minh đây chứ chưa làm được cái thẻ ngân hàng. Nhìn cái hình ảnh khá là tiều tị của bác quý anh chị, Ngân thì còn rất là nhỏ để mà hiểu được hết cả các vấn đề, tại vì mới có 16 tuổi thôi mà. Hôm nay thì có dịp về lại Sài Gòn này thì biết được em, hoàn cảnh của em với mẹ của mình cũng đang rất là khó khăn, thì anh không biết nói gì hơn, anh sẽ chia sẻ đoạn clip này. Cô bác quý anh chị mạnh thường quân ủng hộ cho em thì sẽ có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại của em ha, hoặc là có thể anh sẽ để một cái số điện thoại của anh luôn, thì số tài khoản của anh thì cô bác quý anh chị mà có ủng hộ thì sẽ gọi trực tiếp cho anh. Thì rất mong cô bác quý anh chị cùng chung tay ủng hộ cho hoàn cảnh gia đình của em Ngân, để cho mẹ có một cái cuộc sống, coi như dành lại một cái sự sống. Tại bây giờ thời điểm bây giờ rất là khó khăn. Anh hôm nay thì anh xin đại diện Mạnh Thường Quân là chị Quỳnh ở Mỹ với lại một cô Mi ở Mỹ gửi cho em 4 triệu đồng. Chị Quỳnh ở Mỹ gửi 2 triệu, trích từ quỹ của chị Quỳnh ở Mỹ 2 triệu và cô Mi ở Mỹ 2 triệu để cho em trước tiên là lo việc ăn uống cho mẹ đầy đủ sức khỏe nè. Rồi sau đó là lo trong thời gian sắp tới, gửi cho em trước 4 triệu nha, em đếm lại đi. Gà đủ con hoa cô Quỳnh với cô My. Rồi hôm gài là còn được bao nhiêu tiền? Dạ còn được 200 ngàn. 200 ngàn thôi hả? Nếu như mà sử dụng hết 200 ngàn thì sao? À, điện sinh anh hai. Sinh anh hai thế à, cất tiền cho cẩn thận nha. Dạ. Tiền em bỏ trong ba lô hay là bỏ trong túi đó? Bỏ túi đem cho mẹ. Đưa cho mẹ ha. Thì tối đêm nay về anh sẽ đăng cái đoạn clip của em lên, được chưa? Thì rất mong là một cái màu nào đó sẽ phù hộ cho mẹ em, được mọi người chung tay nhau giúp đỡ. Và em còn nhỏ, còn rất là nhỏ, chưa hiểu được vấn đề vì em cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này nha. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị và Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin tha thiết cô bác quý anh chị có thể ủng hộ cho mẹ của bé Ngân có được một cái dành lại, một cái sự sống trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại, và chào cô bác anh chị ở video tiếp sau ạ.